Vào khoảng 19 giờ hôm qua trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, một xe khách loại 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua khỏi ngã tư Đất Thánh khoảng 100m, tài xế phải thắng gấp để tránh một xe ô tô phía trước đang bị tai nạn chưa được giải quyết. Lúc này, xe máy bảng số 59N3-16333 chở một đôi nam nữ chạy phía sau cố tình chạy vào làn ô tô đã không làm chủ được tốc độ và lao vào đuôi ô tô 16 chỗ. Sau va chạm, cả hai nạn nhân ngã văng ra đường, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.